quán quân Quang Anh lột xác, 4 huấn luyện viên Ráp Việt tranh giành. Lột xác ở sân chơi Ráp Việt, quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên khiến dàn huấn luyện viên, giám khảo và khán giả thích thú, dành nhiều lời khen. Xuất hiện ở tập 2 chương trình Ráp Việt mùa 3, Quang Anh Rider, quán quân giọng hát Việt nhí 2013 gây bất ngờ bởi sự lột xác khi tham gia sân chơi mới. Anh cho biết 10 năm qua bản thân đã bị gắn mác trên đôi giày quá chật, khán giả chỉ nhớ đến anh với hình tượng một cậu bé quán quân. Hiện tại, hình ảnh này không còn phù hợp và anh muốn thay đổi nó. Quang Anh lấy rap name là Rider tại lãnh địa mới. Với ca khúc Để Anh Một Mình dựa trên bản gốc Để Em Rời Xa Phúc Bồ, nam ca sĩ đã thành công chinh phục được 4 vị huấn luyện viên trên ghế nóng. 93% khán giả tại trường quay cũng bình chọn cho anh. Rider cho biết sau khi trải qua nhiều biến cố và áp lực, thậm chí mất trắng vì những thay đổi của bản thân, một năm qua anh tự nhìn lại chính mình và con đường phía trước. Đến với rap, anh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc và cảm nhận được sống với đam mê. Giám khảo Kazik nhận xét Rider là nhân tố đẹp trai, hát hay, có nhiều khả năng tiềm ẩn về rap. Ngoài ra, The Sturdy cũng cho rằng đây là thí sinh đầu tiên khiến huấn luyện viên Andre Ryan liên tục đạp trọn và phấn khích xuyên suốt màn trình diễn. Để thuyết phục Rider về đội, các vị huấn luyện viên đã ra sức chiêu dụ, đưa ra những lời mời hấp dẫn. Thậm chí, Andre Ryan còn hứa hẹn, khi em về với đội của anh, không những anh giúp em trở thành một rap star mà anh cũng sẽ giúp em trở thành một pop star. Sau cùng, thí sinh này được các giám khảo gửi về đội huấn luyện viên Andre Ryan. Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho Rider. Nam MC cho rằng thí sinh này đã có sự lột xác ngoạn mục về cả thái độ, diện mạo và tư duy âm nhạc khác hẳn với thời điểm anh chứng kiến Quang Anh giành quán quân giọng hát Việt nhí 10 năm trước. Năm 2013, Quang Anh giành chiến thắng mùa đầu tiên của The Voice Kids giọng hát Việt nhí. Cậu bé chinh phục khán giả qua từng vòng thi để giành số phiếu bình chọn áp đảo trong đêm thi cuối cùng. Dù giành ngôi vị cao nhất, sau chương trình, nam ca sĩ không đi hát mà chọn con đường học tập về nhạc cụ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuối năm 2018, quán quân The Voice Kids 2013 phát hành sản phẩm đầu tiên, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau nhiều năm im ắng. Bài hát Anh Quen Với Cô Đơn do chính anh sáng tác. Đồng thời, giọng ca trẻ đổi nghệ danh thành Quang Anh Rider. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ nhiều lần được khán giả chú ý bởi ngoại hình thay đổi. Khác hẳn vẻ đáng yêu ngày trước, gương mặt anh dần thon gọn, sống mũi cao. Cuối năm 2018, sự thay đổi của học trò Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trở lại với sân chơi âm nhạc mới sau 10 năm, Rider được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như ở The Voice Kids. Tuy nhiên, số khác cũng nhận xét nam ca sĩ vẫn thiên về hát, chưa có nhiều kỹ năng vượt trội về rap, cần phải cố gắng, trau dồi nhiều hơn nếu muốn tiến xa.